Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin COVID-19 ngày hôm nay 18 tháng 7. Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những cập nhật mới nhất về diễn biến tình hình dịch bệnh sáng nay đến từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 18 tháng 7, đã 93 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 242 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 13.765 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 89 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.190 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 486 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 357 trên 382 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,7% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi. Tính đến sáng ngày 18 tháng 7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay, đa số đều có sức khỏe ổn định. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 12 ca bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu điều trị 8 ca bệnh, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Quảng Ngãi điều trị 1 ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu 2 ca, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị 1 ca, Bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu điều trị 1 ca. Vừa rồi là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 6 giờ sáng hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2020. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những diễn biến mới nhất về dịch bệnh COVID-19 trong nước 24 giờ qua. Thưa quý vị, một thông tin vui cho các giáo viên tư thục khi mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất đối tượng này được hỗ trợ là 1 triệu 800 ngàn đồng một người mỗi tháng, thời gian hỗ trợ tối đa trong 3 tháng, trong gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của chính phủ do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chờ số liệu chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, qua rà soát và tính toán thì số lượng giáo viên tư thục ở tất cả các cấp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ khoảng trên 30.000 người. Giáo viên tư thục khối mầm non bị ảnh hưởng nhiều nhất. Giáo viên tư thục khối cao đẳng, đại học hay trường nghề sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi thời gian COVID-19 sinh viên nghỉ học cũng không dài, các trường vẫn thu học phí của sinh viên. Mức hỗ trợ giáo viên tư thục được đề xuất sẽ là 1,8 triệu đồng một người một tháng tùy mức độ ảnh hưởng. Giáo viên tư thục có thể được hỗ trợ từ 1 tháng đến tối đa 3 tháng. Đến nay, gói hỗ trợ an sinh theo nghị quyết 42 của Chính phủ đã phê duyệt hỗ trợ cho khoảng 16 triệu người với tổng kinh phí chi hỗ trợ trên 17.500 tỷ đồng. Bộ Y tế cho biết đã họp khẩn với các bên liên quan thảo luận các phương án và lập kế hoạch, trong đó có cả phương án hỗ trợ y tế để đưa đoàn 219 người, trong đó có 16 bệnh nhân COVID-19 về nước vào ngày 3 tháng 8 tới đây. 116 công dân này đang làm việc cho 3 công ty nhận thầu công trình thủy điện tại Guinea Xích Đạo ở châu Phi. Trong số 116 người có kết quả dương tính, có 2 bệnh nhân 43 tuổi và 32 tuổi, bệnh nặng hơn, phải hỗ trợ thở oxy. Tuổi trung bình của 219 công nhân và quản lý này là 38 tuổi, nhưng người trẻ nhất mới 19 tuổi, cao nhất đã 68 tuổi. Do hiện không có nhân viên y tế đi kèm đoàn, thời gian đăng ký chuyến bay dài tới mùng 3 tháng 8 mới bay, nên Bộ Y tế cho rằng sức khỏe của các công nhân kể trên có thể thay đổi như là có thêm người dương tính, nhưng có những người hiện dương tính lại có thể khỏi bệnh. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi thì Bộ Y tế cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ để hỗ trợ đoàn. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan khẩn trương lập kế hoạch đưa đoàn 219 công nhân và quản lý kể trên về nước. Đây là chuyến bay giải cứu đặc biệt trong số các chuyến bay giải cứu công dân từ trước cho tới nay. Bởi trên 1/2 người cần giải cứu đang là bệnh nhân và cần có những phương án để bảo vệ sức khỏe cho họ trong tình huống có thể xảy ra là bệnh sẽ nặng thêm trong những ngày tới. Vừa rồi là những thông tin cập nhật về dịch bệnh COVID-19 24 giờ qua tại Việt Nam.
Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Nga vừa lên tiếng phản đối sau khi nước Anh cáo buộc nước này tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của Anh vào năm 2019 và đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử năm 2019 tại nước này bằng việc thu thập bất hợp pháp những tài liệu nhạy cảm liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh và Mỹ trước cuộc tổng tuyển cử, sau đó phát tán thông tin này trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, ông Raab cho rằng các cơ quan tình báo Nga nhắm vào các hoạt động nghiên cứu chống đại dịch COVID-19, Mỹ và Canada cũng đưa ra cáo buộc tương tự. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cáo buộc nói trên, đồng thời mô tả những tuyên bố của London là mâu thuẫn và không rõ ràng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh mâu thuẫn, không rõ ràng và rất khó hiểu. Nếu không phù hợp để bình luận thì không nên tuyên bố gì, còn nếu đã phát ngôn thì nên trình bày sự thật. Trên thực tế, chúng tôi muốn nói rằng phía Anh không cung cấp được bằng chứng gì và mặt khác đây có thể là biện pháp trả đũa. Trong một diễn biến khác, người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev khẳng định thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 ở Nga sẽ hoàn tất nhanh hơn các nước khác. Theo dự báo của quỹ này, 30 triệu liều vaccine sẽ được sản xuất tại Nga trong năm 2020, thậm chí số vaccine sản xuất có thể lên tới 50 triệu liều nếu cần thiết. Việc tiêm chủng cho công dân Nga có thể hoàn tất vào đầu năm 2021. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới ghi nhận hơn 13.710.000 trường hợp bị nhiễm COVID-19, trong đó hơn 587.000 người đã tử vong. Trong 10 ngày trở lại đây, số ca mắc COVID-19 ở nước Mỹ, đây là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19, đã liên tục tăng ở mức là từ 55.000 đến 65.000 ca mỗi ngày. Số ca tử vong hiện nay tại Mỹ là hơn 140.000 ca, trong số hơn 3,6 triệu ca nhiễm. Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng cao trở lại kể từ cuối tháng 6 vừa qua, chủ yếu ở các bang miền Nam và Tây nước này. Bang Arizona, Texas và Florida cũng ghi nhận thêm khoảng 25.000 ca mắc COVID-19. Mặc dù các biện pháp phòng dịch đang được siết chặt, đáng chú ý, hai bang Texas và Florida ghi nhận số ca mắc bệnh ở mức trên 10.000 ca mỗi ngày, lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. Bang Oklahoma cũng xác nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát với 1.075 ca. Cùng ngày, thì thống đốc bang này, Kevin Stitt, thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, bang Alabama có thêm 47 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch, buộc chính quyền bang này phải ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Số ca tử vong tăng đột biến, buộc nhà chức trách tại nhiều bang phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa. Đối với các cửa hàng, quán bar tại nhiều bang, việc tái áp đặt phong tỏa tiếp tục giáng một đòn mạnh nữa sau chuỗi ngày ngủ đông vì COVID-19 suốt thời gian qua. Khi chính phủ bật đèn xanh cho mở cửa kinh tế trở lại, chúng tôi đã phải mất vài tuần để lên kế hoạch đưa nhân viên quay trở lại, cũng như việc mở cửa quán ra sao để vẫn an toàn. Chúng tôi cũng yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và tạo mã QR để tạo món. Mất rất nhiều công sức, vậy mà mới chỉ mở cửa được 4 ngày, chúng tôi đã lại phải đóng cửa. Trong khi đó, các mô hình dự báo tình hình COVID-19 mới được công bố cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ có thể chạm ngưỡng 150.000 ca vào tháng tới, ngay cả khi kết quả một nghiên cứu cho rằng việc đeo khẩu trang có thể cứu được khoảng 40.000 người từ nay cho tới tháng 11. Giáo sư Nicholas Rick dự đoán ba bang đông dân nhất nước Mỹ là California, Florida và Texas sẽ ghi nhận thêm khoảng 1.000 người chết trong 4 tuần tới so với 4 tuần trước đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hơn 11% dân số thế giới được dự đoán sẽ lâm vào cảnh nghèo đói trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn không ngừng diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong năm 2020 này. Đây là nội dung chính của báo cáo thường niên Thực trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới của Liên Hợp Quốc vừa công bố mới đây. Các nền kinh tế thế giới trì trệ và các thảm họa thiên nhiên gia tăng khiến ngày càng nhiều người rơi vào tình trạng đói kém, trong khi thực phẩm dinh dưỡng vẫn quá đắt đỏ đối với nhiều người trên thế giới. Thực trạng này không chỉ khiến tình trạng thiếu ăn thêm nghiêm trọng, mà còn làm gia tăng tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành và trẻ nhỏ, do các chế độ ăn mất cân bằng dinh dưỡng. Báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra, sau nhiều thập kỷ liên tục giảm, số người đói kém trên thế giới bắt đầu có xu hướng gia tăng từ năm 2014. Nghiên cứu chỉ ra con người không chỉ cần đủ thực phẩm,
mà còn cần thực phẩm đủ dinh dưỡng, dẫn chứng những hậu quả nghiêm trọng về y tế và môi trường do chế độ ăn thiếu dinh dưỡng gây ra. Năm 2019, gần 690 triệu người, tương đương 8,9% dân số thế giới, hiện trong tình trạng đói kém, tăng thêm 10 triệu người chỉ trong vòng 1 năm và thêm 60 triệu người trong vòng 5 năm qua. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thế giới sẽ không thể đạt mục tiêu xóa bỏ đói nghèo vào năm 2030, được đặt ra cách đây 5 năm. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính, vào năm 2030, hơn 890 triệu người chịu ảnh hưởng của tình trạng đói kém, tương đương 9,8% dân số toàn cầu. Kết quả tổng hợp số người mất an ninh lương thực cả ở mức trung bình và nghiêm trọng trong năm 2019 cho thấy, con số này tăng từ 690 triệu người lên 2 tỷ người, không được tiếp cận thường xuyên với những nguồn thực phẩm an toàn, dinh dưỡng và đầy đủ. Đại dịch COVID-19 vốn tác động mạnh tại các quốc gia có tỷ lệ đói nghèo cao, có thể khiến thế giới có thêm 83 triệu đến 132 triệu người rơi vào cảnh thiếu ăn trong năm 2020. Mới đây, thì công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ cho biết sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người đối với vaccine COVID-19 vào ngày 27 tháng 7 tới đây, sau khi những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn đã được công bố trên một tạp chí có uy tín. Trong thử nghiệm giai đoạn 3, các nhà khoa học sẽ tuyển dụng 30.000 người tham gia ở Mỹ, nhưng các xét nghiệm của họ sau đó đã cho kết quả âm tính. Một quán rượu ở nước Anh đã có ý tưởng khác thường khi trưng hàng rào điện trước quầy bar nhằm nhắc nhở các khách hàng của mình thực hiện giãn cách xã hội với nhân viên khi họ gọi đồ uống. Tại quán rượu danh tiếng The Star Inn trên phố Jazz, một hàng rào điện đã được dựng lên trước quầy bar. Hành động này xuất phát từ việc nhân viên của quán đã quá mệt mỏi với việc khách hàng tự ý làm theo ý họ và phớt lờ những hướng dẫn về giãn cách xã hội. Tất nhiên, đã có một tấm biển cảnh báo chú ý hàng rào điện đặt ở vị trí dễ nhìn trên quầy bar để khách hàng lưu tâm. Nếu tôi trăng dây thừng ở đó thì chẳng mấy ai để ý cả, nhưng mọi thứ sẽ khác nếu đó là hàng rào điện. Tuy nhiên, ông chủ quán rượu cũng cho hay, đây chỉ là hình thức nhắc nhở khách hàng và nhân viên, còn trên thực tế hàng rào này thường được ngắt điện để đảm bảo an toàn. Đồng thời, ông cũng cảnh báo hàng rào có thể được bật lên nếu khách hàng tiếp tục lờ đi những quy định ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Một vài khách hàng say xỉn cho biết họ đã bị điện giật. Bức ảnh về biện pháp ngăn ngừa có phần mạnh tay này đang được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Anh và nhiều nước trên thế giới. Các nhà làm phim ở Hollywood đã bắt đầu quay trở lại công việc của mình sau khi chính quyền của bang California chấp thuận kèm theo những hướng dẫn an toàn nghiêm ngặt. Một trong những sản phẩm đầu tiên là Seven and Union đã bắt đầu được bấm máy. Các nhà làm phim đã phải chỉnh sửa lại lịch trình sản xuất của mình, trong đó dành thêm một phần thời gian cho những tình huống bất ngờ, cũng như giữ các cảnh quay thực hiện đơn giản nhất có thể. Chúng tôi là một trong những đoàn làm phim đầu tiên làm việc lại ở Los Angeles. Chúng tôi đã thiết lập các quy trình và cách thức làm việc an toàn dựa trên hướng dẫn được chính quyền bang California đưa ra cách đây 2-3 tuần. Đoàn làm phim cũng phải cử người giám sát việc thực hiện các quy tắc phòng chống dịch nhằm đảm bảo mọi người đều làm việc theo hướng dẫn. Tất cả các thành viên đều bắt buộc phải đeo khẩu trang trong thời gian làm việc ở cách nhau 1,8 mét, cũng như tuân thủ một loạt các giao thức an toàn, kiểm tra nhiệt độ vào buổi sáng. Đoàn làm phim Seven and Union dự kiến sẽ hoàn thành công đoạn sản xuất trong 2 tuần tới để ra mắt vào tháng 10 năm 2020. Ngành sản xuất phim Mỹ đang khát khao trở lại làm việc sau khi nước này ban hành lệnh cấm hoạt động từ giữa tháng 3. Hàng nghìn nhân viên đã rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc bị giảm lương. Bản tin dịch bệnh COVID-19 ngày hôm nay 18 tháng 7 sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại! Đi khám thì mới biết là mình tăng men gan. Thì bác sĩ bảo men gan của bác tăng 5 lần. Bây giờ nó chán ăn. Mà da giả là xù xì. Mụn xuất ra đây là hay ngứa hết người. Có từng bãi một như sảy, nhưng ngứa nhiều, ngủ thì không được ngon giấc, mà đi ngoài là cũng không được bình thường. Cảm giác tôi người lúc nào cũng mệt mỏi mà không, mình nhiều lúc mình cũng bi quan. Thế là tôi cũng uống thuốc khắp rồi nhưng mà cũng không thấy đỡ. Chủ yếu là mình cũng nghèo cho nên là đi theo bảo hiểm của cựu chiến binh.
Thế thì, sau con gái đi làm thì nó thấy nó cũng mách là cô dư ba, cô lấy thuốc chuyên chữa về gan. Thế tôi cũng lên đây, tôi đầu tiên thì tôi lấy có 5 ấm thôi. Thế nhưng tôi uống ấm thứ 3 tôi thấy nó dễ chịu. Thế là tôi cắt tiếp 3 lần, 15 ấm, nhưng mà đại khái là tôi chỉ uống hết có 13 ấm. Bây giờ tôi khỏi cả đây xuất huyết thành mạch, bây giờ tôi cũng khỏi. Vì nó yếu quá, thành cái chảy máu, xuất huyết ngoài da. Thế rồi là bây giờ đầu khỏi, rồi mặt nhẫn, đấy, ăn khỏe, ngủ khỏe. Nằm là chỉ 2 phút là ngủ rồi, dễ chịu. Vâng. Trước hết là cảm ơn cô ba. Đấy. Thứ hai nữa là cũng khuyên mọi người là nếu mà bị chuyên về bệnh gan thì nên gặp cô ba cô điều trị. Vì thuốc của cô là thuốc gia truyền, người dân tộc Sán Dìu, uống nó có hiệu quả. Mà đây là mình uống tận gốc, mua tận gốc. Cho nên là cảm thấy là uống nó có cái chất lượng hơn. Năm 55 tuổi là cô bị ung thư gan, ăn nó không tiêu, ăn uống nó thất thường không tiêu mà da nó còn vàng nữa, da nó vàng, mắt còn vàng nữa. Đấy, biểu hiện là gan nó thế. Thế là cô đi khám gầy mòn lắm, cô thời là cô gầy mòn lắm, yếu mà gầy. Cô có 41 cân thôi mà. Thuốc Tây thì cô chưa dùng. Cô không dám dùng thuốc Tây, cô chỉ dùng thuốc Nam thôi. Thế là cô lấy uống hơn một tháng thì cô cảm thấy người nó nhẹ nhõm. Mà ăn cảm thấy cũng mỗi lúc nó ngon thêm một ngày. Hoàn cảnh cô thì vất vả lắm. Làm ruộng thì lại không có tiền. Thế bảo là đi họ cứ bảo hết thuốc Tây đấy thì nó đắt. Thế là cô bảo thế bây giờ thì không ấy thôi thì đi tìm thuốc Nam, nó rẻ. Rồi hoàn cảnh mình nó cũng khó khăn. Thế là cô cứ uống thuốc Nam. Đến bây giờ cô cũng được, bây giờ đến bây giờ là cô thấy khỏe khoắn mà ấy lắm rồi.